Chào bạn. Đã từ rất là lâu rồi mình chưa làm video nào. Mặc dù lần cuối cùng mình nói là trong vài tuần mình sẽ làm, nhưng mà mình đã thất hứa. Tồi tệ. Các bạn có biết người ta gọi những người không biết giữ lời hứa như mình là gì không? Là những người không biết giữ lời hứa. Hôm nay mình muốn làm video nói về những điều con gái làm mà gây tổn thương cho con trai mình. Ban đầu mình không định làm video như này đâu, tại vì sẽ động chạm các bạn nữ, mà như thế là rất là ngu. Nhưng mà mình có một số người bạn ủng hộ mình làm video như này, cho nên là mình quyết định là sẽ làm. Ok, let's go. Điều đầu tiên, điều này nó cũ rồi, nó được nhắc đi nhắc lại không biết bao lần, nhưng mình vẫn phải nhắc lại. Nên là tại sao khi con gái các bạn giận dỗi con trai mình, các bạn luôn luôn tìm cách là không nói cái gì. Xong rồi đến khi bọn mình cố gắng hỏi để tìm nguyên nhân ấy, thì các bạn trả lời là không sao. Không sao. Nó có vẻ như các bạn rất thích làm trò như thế đúng không? Tại vì các bạn thích con trai mình phải loay hoay khổ sở tìm ra lý do tại sao các bạn lại không sao. Các bạn có muốn biết cảm giác con trai mình khi phải đối mặt những chuyện như thế hàng ngày không? Bọn mình không sao. Điều thứ hai là con trai mình không thích khi mà con gái các bạn cố làm người khác quan tâm mình. Các bạn muốn có nhiều chàng trai theo đuổi và tán tỉnh các bạn, nhưng mà các bạn lại không thích lại người ta. Nhưng đồng thời các bạn vẫn muốn người ta phải hy vọng, phải chờ đợi bạn. Như kiểu là các bạn chơi đùa với cái chim con trai mình ấy. Chơi đùa với trái tim con trai mình ấy. Trái tim. Cần một người hiểu, cần một người yêu, cần một người dìu bước cô liêu. Liêu anh đi. Bruh. Never mind, I'll find someone like you. Điều thứ ba là con trai bọn mình cực kỳ ghét khi các bạn nữ bắt bọn mình phải chờ đợi. Mình không nói chuyện chờ đợi tình cảm nhá, mà mình đang nói chuyện chờ đợi những cái việc hàng ngày của các bạn. Như khi bọn mình phải chờ các bạn make up này, rồi chờ các bạn thay quần áo này, rồi chờ các bạn thay quần áo này, rồi chờ các bạn thay quần áo này. Đấy, chưa gì đã 4 việc phải chờ rồi. Không ai thích phải chờ đợi cái gì cả. Cái này hình như là đã được khoa học chứng minh rồi. Ok, 5 phút. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Bruh. Điều thứ tư cũng là cái điều gây tổn thương cho con trai mình nhất. Gần đây mình để ý thấy trên mạng xã hội này, rồi qua một vài người bạn bè mình quen ấy, họ đều nói mình là về sau chắc chắn sẽ lấy chồng Tây, chứ nhất quyết là không lấy chồng Việt Nam. Thật á? Chẳng lẽ con trai ở Việt Nam mình kinh lắm à? Hay như nào? Có thể là các bạn nghĩ là con trai Tây nó cao hơn, đô hơn, trắng hơn, rồi đa tài hơn, rồi... Có một cái ví dụ này mình rất là thích, tức là con trai nó cũng như là xúc xích ấy. Bên ngoài màu sắc khác nhau, rồi vị cũng có thể khác nhau, nhưng mà tất cả đều rất là ngon. Thế là các bạn phải thử hết tất cả các vị, các bạn mới biết là mình thích vị nào nhất, mình hợp cái nào nhất đúng không? Này xúc xích à, tôi không ăn anh đâu, tại vì anh rất là gia trưởng, anh rất là bảo thủ, và anh rất là lười làm việc nhà. Tôi chỉ ăn xúc xích bò thôi. Còn với tất cả các anh em con trai Việt Nam khác ấy, thì tôi nghĩ là bọn mình rất là cool ngầu. Và có thể bọn con trai Tây nó hơn bọn mình một số thứ ấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất này, cái bên trong này, là cái độ cute ấy. Thì chúng nó tuổi gì? Vừa rồi là 4 điều các bạn con gái hay làm gây tổn thương con trai mình. Trong tổng số 1.000 tỷ điều khác mà mình không thích nói hết ra. Tại vì mình sợ là nói hết ra các bạn sẽ cáu. Cáu thì các bạn sẽ không share video cho mình. Nếu các bạn nữ nào đang xem video này mà còn chưa subscribe cho channel của mình ấy, thì mình không hiểu là các bạn còn muốn bắt mình chờ đợi các bạn đến lúc nào nữa ấy.